Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả cô chú anh chị đang xem kênh. Thì một cái thông tin cực kỳ bức xúc mới đây luôn. Angela tinh tinh lôi cả các vị linh mục trong đạo Công giáo vào để đỡ đạn cho hai thầy trò của cô ta. Thì một cái bài viết của Angela Phương Trinh cách đây gọi là khoảng vài giờ thôi cả nhà, khiến cho dân tình cảm thấy vô cùng bức xúc, khi các vị linh mục cũng không có liên quan gì đến gọi là đạo đạo Phật cả, và cũng gọi là không có lên tiếng gì trong cái câu chuyện này, nhưng đã bị Angela Tinh Tinh lôi vào một cái drama mà gọi là vô cùng bức xúc này cả nhà. Thì Phương Trinh đó đã viết như thế này: các linh mục tự hào khi sử dụng siêu xe, còn truyền thông bẩn ngăn cấm các sư sử dụng phương tiện xe cộ, chỉ nên đi bộ thôi. Thì lôi các vị linh mục nói rằng là tại sao mấy ông linh mục đó thì ông đi siêu xe, đi xe này xe kia thì được, mà thầy của chị đó, thầy thích cúng dường đó, mới có đặt cái cọc tiền xe thôi thì đã bị gọi là nói này nói kia rồi. Thì mình thấy cái sự so sánh này vô cùng buồn cười nha cả nhà. Bởi vì bản thân của thầy của chị đó, thầy của chị lên rao giảng nói rằng trời ơi, tiền á mình làm ra mình đừng có xài phung phí, mình xài hết là sau này bị gọi là bị lực nhân quả ghê gớm lắm, bị mất hết đức, mất hết phước đức luôn đó. Thì bỗng nhiên bất ngờ là thấy xuất hiện tại cái showroom đặt cọc tiền xe, nghe nói đâu đó cả 100 triệu, mà cuối cùng bị lộ ra bỏ luôn cái cọc tiền xe. Thì đó chính là cái lý do tại sao mà người ta gọi là cảm thấy nó kỳ cục, người ta không thích. Đó chính là cái câu chuyện mà của thầy của chị thôi, chứ đâu có ai mà nói rằng là cấm các ông này ông kia đi xe cộ, hay là chỉ nên khuyên người ta chỉ nên đi bộ. Không có ai ngăn cấm hết trơn, cũng không có ai khuyên là nên đi bộ, tu là phải đi bộ hoặc là tu là phải đi siêu xe, không có ai nói điều đó chứ. Ở đây đó, mỗi người có một cái gọi là cái hướng tu riêng, và kể cả trong cái câu chuyện của các vị linh mục đó, họ có một cái đạo riêng. Chúng ta thường nói rằng là đạo nào thì cũng là đạo, đạo nào cũng hướng cho con người ta đó nên làm những cái việc thiện, lánh xa những việc dữ cả, đạo nào cũng tốt, chứ đâu có ai mà lên ngăn cấm, gọi là đâu có quyền, đâu có ai có quyền ngăn cấm mà thầy của chị đi siêu xe đâu, đâu có ai cấm mà thầy của chị gọi là ngủ mấy nảnh đâu. Nhưng mà cái việc thầy của chị làm gì là mặc kệ, nhưng người ta đó có tôn quý, có kính trọng, có gọi là có yêu quý, có cúng dường hay không cũng là cái quyền của người ta, chị đâu có quyền để mà ngăn cấm điều đó. Chỉ cần một tấm hình của một vị tu sĩ ngồi trong showroom thôi đủ để chúng đã có thể dựng lên cả một câu chuyện ly kỳ hấp dẫn và truyền thông khắp nơi. Một vị tu sĩ ngồi trong showroom thôi, ý là chị gọi là đang nói thầy của chị ha. Trời ơi, thầy của tôi chỉ mới ngồi trong showroom đi coi xe đó, mới đặt cọc thôi đã bị gọi là nói này nói kia rồi. Còn gọi là mấy ông linh mục đó, trời tối ngày đi siêu xe sao không ai nói. Thì mình thấy rằng cái sự so sánh này của Angela Phương Trinh nói chung là chứng tỏ cái sự ngu dốt, ngu dốt một cách gọi là trắng trợn luôn cả nhà. Rồi là đăng hình chụp hình mình đi chùa rồi nói về giáo lý nhà Phật, nhưng mà cũng chung là cũng không hiểu gì cả, cả đời gọi là nói rằng là mình theo chánh pháp tu hành, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy cái sự so sánh là vô cùng khập khiễng rồi. Cái đạo bên Công giáo là khác, còn cái đạo bên đạo Phật là hoàn toàn khác nha. Nhưng mà đạo nào cũng vậy, hướng cho người ta là mà trở thành một người tốt, buông bỏ bớt tham sân si. Nhưng mà chúng ta thấy rồi, hai thầy trò này rõ ràng luôn không có cái câu chuyện mà liên quan đến mình, không ai nhắc đến tên hết chứ, nhưng mà lại cố tình lôi người ta vô cái câu chuyện của mình. Rồi hay xem những comment của truyền thông bẩn, toàn là kêu gọi đập phá chùa chiền, chửi bới vô văn hóa tăng ni giáo hội, công kích việc cúng dường. Ai kêu gọi là đập phá chùa chiền, nêu tên rõ thằng đó luôn, có bằng chứng để đem tố cáo lên công an liền. Ai kêu gọi đập phá chùa chiền? Ở đây không có ai kêu gọi đập phá chùa chiền hay là chửi bới vô văn hóa tăng ni hết. Chỉ có người ta lên án ở đây là những thằng sàm tăng, thằng giảng thuyết pháp tào lao mía lao. Nó thẳng ra đó chính là ông thích cúng dường đó, kêu gọi công kích việc cúng dường. Không có ai công kích hết chứ, nhưng mà kêu gọi cúng dường một cách gọi là vô lý, nó không phù hợp. Nào là giảng là phải cúng dường, cúng tiền, tiền là phải tiền gọi là tiền lớn,
tiền mệnh giá lớn chứ mệnh giá nhỏ là bị gọi là mất phước. Rồi cúng dường đó là phải cúng gọi là âm thầm, không được nói ra, không được khui ra. Ví dụ như mình cúng gọi là 500 triệu đó thì mình nói là mình cúng chỉ có 50 triệu thôi. Ủa làm sao? Gọi là để con cháu sau này nó sẽ được hưởng gấp trăm gấp ngàn lần như vậy. À, cái lực nhân quả cũng như là cái cách giảng thuyết pháp đó, nói chung là trước giờ mới từng nghe luôn, mới nghe được lần đầu luôn, cho nên người ta cảm thấy vô lý và người ta phản biện rồi thôi, chứ không có ai á là kêu gọi đập phá chùa chiền như cái chị này nói trên cả nhà. Chị này là nói chung là vu khống cho người ta một cách trắng trợn ha. Hết công kích sư Minh Tuệ rồi thì lại tiếp tục lôi ra bên phía mình một cái đạo giáo khác để mà hứng đòn so sánh, so sánh giữa các vị linh mục với gọi là sư phụ của chị. Vậy thì bây giờ đó kêu sư phụ á, kêu cái sư phụ của chị đó ha, đi qua bên công giáo tu luôn đi, đi qua thay đổi luôn đi, đừng có gọi là bên đạo Phật nữa thì mới gọi là đúng. Còn công giáo là công giáo mà đạo Phật là đạo Phật, đừng có mang hai cái đạo này để mà so sánh mà phân biệt bất cứ gì cả. Mỗi người có một cách tu khác nhau, trước giờ người ta dạy rồi, nhưng mà còn liên quan đến đạo Phật, Đức Phật ngày trước đó, ông có đi gọi là ông có ngồi máy lạnh không? Đó. Ông có đi khất thực không? Ông có ngồi trong chùa sang trọng hay không? Thậm chí là ông buông bỏ tất cả, bỏ cả cung điện, bỏ cả cung điện để mà đi vào rừng sâu để mà ngồi thiền, rồi sau đó thành gọi là chánh quả, thì đi khất thực khắp nơi cùng với tăng đoàn. Ở đây trong câu chuyện này sư Minh Tuệ ông ấy gọi là cũng không có thừa nhận mình là tu sĩ, cũng không có thừa nhận là mình đã gọi là được cái thành tựu gì cả. Thậm chí bản thân ông ấy nói rất là rõ, mọi người về đi, con bây giờ cũng chỉ là trên con đường tu tập thôi, khi nào con được một thành tựu gì đó đó, chánh đằng giác gì đó thì mới gọi là mới dám để mà nhận đệ tử, mới quay trở lại để mà thuyết giảng. Chứ bây giờ là con không có dám, chưa đạt đến những cái cảnh giới hay cái trình độ đó. Mọi người hỏi đó, trong cái khả năng, cái phạm vi của con thì con trả lời thôi, chứ không có gọi là kêu gọi hoặc là giảng thuyết pháp gì bất cho bất cứ ai cả. Ai hỏi thì trả lời, không ấy gọi là đâu có truyền bá hay có thuyết pháp hay là kêu gọi mọi người là đừng có cúng dường nữa đâu. Ông đó không có nói nha. Sư Minh Tuệ không bao giờ nói mọi người đừng có đi chùa đi cúng dường, không có. Rõ ràng như vậy mà chị này lên nói là kêu gọi đập phá chùa chiền. Ủa thằng nào kêu gọi đập phá chùa chiền? Thằng nào dám, thằng nào to gan vậy? Đi tố lên công an bắt cầm đầu nó liền. Chứ để đưa lên đây để mà lôi các vị linh mục vô để mà đỡ đạn cho thầy cũng như là cái bản thân của chị này. Mình không biết đó cả nhà, là cái bản thân của cái cô Angela này đã ăn bùa mê thuốc lú gì ha, để mà binh vực một cách gọi là bất chấp vậy đó. Không biết là chị này có đọc tất cả những cái bình luận ở dưới bài viết của mình hay không. Đây nè, lực nhân quả không thiên vị ai cả nhé bạn. Nếu bạn là học theo lời Phật dạy thì nên biết gọi là tiết chế và giữ giới. Rồi một người khác lôi cả đạo Thiên Chúa vô để đỡ đòn luôn. Nước cờ này hơi chua cay, đụng chạm luôn đạo Chúa rồi, chứ so sánh gì nữa. Bởi vì chúng ta thấy rằng đâu có ai bên đạo công giáo đạo Thiên Chúa đó, người ta đâu có liên quan, đâu có nói gì đâu cả nhà, đâu có nói đụng chạm gì đến hai thầy trò này đâu. Để ngày hôm nay chị đã lôi cả vô để mà so sánh, nói rằng trời ơi mấy ông linh mục đi xe hơi đi siêu xe không đó, sao không ai nói câu chuyện đó của người ta, mà cái đạo của người ta cũng là đạo khác thì trước giờ người ta dạy rồi. Còn cái câu chuyện ngày hôm nay đó là thật sự trong đầu tiên đó không có ai nhắc gì chứ, phải chi mà cái thời điểm đầu mà những người yêu mến sư Minh Tuệ đó, người ta đó là công kích thầy của chị và đem ra so sánh hay là đem ra để mà bới móc đó, thì mình gọi là mình còn lên tiếng bảo vệ. Chứ thật ra là đầu tiên sư Minh Tuệ ông đâu có nói gì đâu cả nhà, bởi vì người dân người ta nhìn thấy, người ta yêu quý cái sự khác biệt nó rõ ràng thôi. Và sau đó thì bị ảnh hưởng cho mất chén cơm nên là lồng lộn lên, rõ ràng là như vậy cả nhà. Rồi rất là nhiều những cái bình luận của những người yêu thương chị Angela Phương Trinh nè,
chị này tuổi trâu hay là tuổi bò mà lì dữ vậy, hết có thể cứu nổi rồi. Angela dạo này kiểu như là bị ế khách, cho nên là đú trend để kiếm khách đây. Ai đang có nhu cầu thì giúp cho bé nó một giá. Nói chung là rất là nhiều những comment, không biết là chị này chị có đọc được không, và đọc xong thì có những cái cảm nghĩ như thế nào. Hết nói sư Minh Tuệ là phản động, rồi nào là lật đổ chế độ, rồi liên quan đến diễn biến hòa bình, rồi ngày hôm nay thì đã lôi luôn đạo Công giáo vào, đạo Thiên Chúa vào để mà chị lên tiếng, chị mang ra, chị so sánh giữa các vị sư đó, các vị linh mục đó, so sánh với thầy của chị. Chị nói thầy của chị chỉ ngồi trong showroom thôi mà, tại sao mọi người lại gọi là lên án dữ vậy? Người ta đâu có ai lên án gì đâu, người ta chỉ hỏi là ngồi trong showroom để làm gì, có phải là muốn tậu thêm vài chiếc nữa hay không. Tài khoản ngân hàng đó thì đâu có 6-7 cái, tài khoản ngân hàng nha, tất cả những loại gọi là ngân hàng luôn nha, 6-7 cái để mà kêu gọi cúng dường. Thì người ta đó chỉ nói về cái câu chuyện đó, câu chuyện mà kêu gọi cúng dường một cách vô cùng lộ liễu như vậy, chứ đâu có ai lên án công kích là kêu gọi đập phá chùa chiền, rồi là kêu gọi lên án về cái việc gọi là cúng dường đâu có chú anh chị. Cúng dường là tùy tâm mỗi người, ta có điều kiện bao nhiêu người ta cúng bao nhiêu, chứ đâu có cái câu chuyện mà lên phải cúng như thế này, phải cúng như thế kia, tiền lớn mới chịu, tiền nhỏ không chịu, các kiểu. Đó chính là cái điều mà người ta cảm thấy bức xúc, người ta thấy không đúng thì ta lên tiếng thôi, chứ đâu phải là tại sao. Còn có rất là nhiều người, người ta cũng thuyết pháp, người ta giảng pháp, rất là nhiều sư khác nhau thuyết pháp giảng pháp, nhưng mà không ai nói hết, chỉ có mỗi thầy của chị lên thuyết pháp giảng pháp là người ta lên án. Tại sao mình phải xem lại bản thân của mình trước khi nói đến người khác? Thưa quý vị, thì mình mong rằng khoảng thời gian sắp tới đây thì phía Sở Thông tin và Truyền thông đó ha, để xem xét lại tất cả những cái phát ngôn của những cái nhân vật này, đặc biệt là Angela Tinh Tinh này ha cả nhà, bởi vì chị này cũng là thuộc diện quản lý của Sở 4T nha. Thì đó là một số những cái nội dung sáng ngày hôm nay mình muốn chia sẻ gửi đến cô chú anh chị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thì em cũng sẽ liên tục cập nhật những cái tình hình, đặc biệt là một vị sư đó, một vị sư mà đi theo sư Minh Tuệ đó, vừa mới qua đời cả nhà. Các anh em đang liên hệ với gia đình để mà cập nhật những cái thông tin chi tiết gửi đến cho cô chú anh chị chúng ta theo dõi. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.